Loạt sau việc bức xúc thay cho Ốc Thanh Vân khi bị tố lợi dụng Mai Phương đánh bóng tên tuổi, liên tiếp bị đăng tải những thông tin xuyên tạc tố Ốc Thanh Vân lợi dụng Mai Phương để đánh bóng tên tuổi loạt sau việc bức xúc lên tiếng. Mới đây, trên trang cá nhân Ốc Thanh Vân chia sẻ hình ảnh kèm theo dòng trạng thái phẫn nộ khi bị một tài khoản mạng xã hội tố kẻ fan lấy Mai Phương để bia tên tuổi. Theo như chia sẻ của nữ MC, tất cả những thông tin trên đều sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, dựng chuyện bằng những từ ngữ nặng nề để câu like sâu xé. Đây là tranh bay xúc phạm, vu khống, xuyên tạc, dựng chuyện về tôi bằng tất cả từ ngữ bẩn thỉu nhất, thối tha nhất để câu like cho người khác vào sâu xé tôi. Ngoài trang này thì tôi thấy có trang khác đang tiếp tục dựa vào đó để chà đạp tôi. Ốc Thanh Vân gay gắt chia sẻ, cô còn chỉ đích danh fanpage đã vu khống, bị đặt những câu chuyện gây ảnh hưởng đến mình. Thậm chí bà mẹ ba con còn quyết tâm sử dụng pháp luật để xử lý trường hợp này. Theo như những thông tin mà trang mạng xã hội này tố Ốc Thanh Vân rằng, cô nàng đã mượn sự ra đi của cố nghệ sĩ Mai Phương làm phương tiện đánh bóng tên tuổi. Cụ thể trang này viết, cắt tóc vì nhớ bạn hay để bia tìm tóc, chia sẻ nỗi buồn bạn mất nhưng không quên lồng ghép các quảng cáo sản phẩm cho cửa hàng của mình, nhận nuôi con bạn vì thương bạn, sót cháu hay vì tiền. Ốc Thanh Vân là người luôn đồng hành cùng Mai Phương khi cô chiến đấu với bệnh tật. Dù biết rằng là người của công chúng không thể luôn làm hài lòng tất cả mọi người, tuy nhiên sự việc này đã đi quá giới hạn khiến cho chính Ốc Thanh Vân phải lên tiếng phân trần, đồng thời kêu gọi mọi người report trang fanpage này. Tôi biết sau khi lên tiếng chắc họ sẽ bị kích động và tiếp tục chửi rủa tôi, nhưng tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp và thiện lương trong con người mình, cũng như điều đẹp đẽ đó trong tâm hồn của những người tốt xung quanh tôi, Ốc Thanh Vân khẳng định. Ngay dưới bài viết, hàng loạt đồng nghiệp lên tiếng bảo vệ nữ MC, trong đó có những người nghệ sĩ cực thân thiết với cô và Mai Phương như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Huỳnh Lập, MC Quốc Bình Ái Châu, nhà thiết kế Đức Vinci, Huỳnh Lập, thiên hạ trời đất sẽ thay chị lấy lại công bằng và danh dự cho chị, Hồng Vân, trời ạ thương em quá, Ái Châu, hai sao mà thị phi rất chúng chị hoài vậy nè Ốc. Những bình luận của nhiều đồng nghiệp lên tiếng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. Đức Vinci, thôi chị đừng đọc nữa, tốt nhất nên ngừng dùng Facebook một tuần, đọc thêm buồn trong lòng chị ơi, họ muốn làm ảnh hưởng tinh thần của chị nên đừng đọc nhé. Ốc Thanh Vân và cố nghệ sĩ Mai Phương được coi là cặp chị em thân thiết, tình cảm hiếm có trong showbiz. Có thể nói rằng bà mẹ ba con chính là người luôn kề cận trong suốt thời gian mà cố nghệ sĩ chống chọi với bệnh tật. Chính vì thế, việc bỗng nhiên bị vu khống, những chuyện không đúng sự thật về mình khiến cho Ốc Thanh Vân vô cùng bức xúc.